Đối với những trường hợp mà mũi co rút rồi thì bắt buộc phải làm lại, mà làm như thế nào thì cả một quá trình. Những trường hợp mà co rút mà chỉ có đầu mũi, da đầu mũi thôi thì còn đơn giản, nhưng mà nếu những trường hợp mà làm mũi cấu trúc mà đã bị nhiễm trùng rồi rút ra xử lý tái đi tái lại này kia, co rút cả phần cấu trúc luôn thì cần phải một cái phương án làm thì cực kỳ khó khăn, phải làm lại cấu trúc lại hoàn toàn. Nhưng mà để mà giải quyết được những cái đó cần phải bóc tách như thế nào để giải quyết hết những chỗ mà co rút đó, những chỗ bám dính đó, tách từng xíu một từ cái phần nền móng bên dưới cho đến phần da bên trên, lúc đó mới có thể kéo hết tất cả những bộ phận ra trở lại như bình thường. Dĩ nhiên là rất là khó khăn, nhưng mà làm khá là nhiều những trường hợp như vậy rồi, cho nên các bạn nếu có những vấn đề đó thì vẫn có thể yên tâm rằng là có thể chỉnh sửa được chứ không phải là hoàn toàn bó tay. Tuy nhiên là có những trường hợp mà co rút nhiều quá thì nó cũng lên được một phần nào đó chứ nó không thể nào hoàn toàn trở lại bình thường được nhé.